Khỏe chứ anh? Chúc em sang năm mới mạnh giỏi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Năm mới chúc anh mạnh khỏe. Chào người anh hùng của anh. Thật sự như ý. Anh cho em xin, em chưa biết. Anh là gì ạ? Anh tên là gì ạ? Tân Thắng, Tân Thắng. À, anh Thắng vui rồi anh ơi, cho em chúc tết. Năm mới em chúc anh an khang thịnh vượng nha, sức khỏe. Tiền nổ tài khoản rồi mà còn không nhận ra nhau thì tiền thì cầm rồi, tiền thì cầm tiêu còn ăn cái gì hết rồi. À, chúng em nãy gọi điện cho anh Khương, với nhà anh Khương đi Hải Phòng. Thế anh không bảo thôi sao anh Quân chơi tí, bây giờ đi Ninh Hiệp. Đi Ninh Hiệp xong rồi lên anh Hưởng Thép. Ừ. Anh này đi á? Ừ. Anh chả? Không, anh cụt đến cảnh khác. Nó để ra phần... Anh cụt đấy là hành trình dài thế. Đội này đi máu nhỉ. Đấy, ngắm đi. Anh Thắng, thế nào, siêu phẩm đấy. Được không? Có rước về được Sài Gòn không? Ăn ốc nữa đấy, em chụp cho. Nó bị gọi là gì nhỉ? Thay chậu. Nó sẽ bị một thời gian. Thấy trên video cho nhìn ngồi nhìn nó đúng đã. Đã nhỉ? Cây này quá đẹp cho mà rẻ rẻ được. Rẻ rẻ thì đưa được về Sài Gòn hả? À, rẻ rẻ. Khó rẻ rồi. Khó rồi. Cây này quá đẹp, hoài đẹp. Dũng tặng nữa coi. Hả? Dũng đang tính tặng cây nữa mà. À lại anh Dũng lại tặng cây nữa à? Ờ. Ốc tặng nữa. Một niềm tin vui tuyệt vời của quý vị ạ. Nè, thì em tính tặng cây cây la trong này. Đấy, tặng luôn bạn cổ Lưu Phương này. Thích không? Anh nhỏ thích là được. Mấy cái bể cổ thì đẹp ha. Không, nó không phải là bể cổ hoàn toàn ạ. Mới xong là làm mốc à. Đây bể cổ chú. Mới. Mẹ đây sao mua cái này để bỏ cái xì bự. Vui xong là làm mốc được mà. À, thì làm đang làm mốc đây. Thì mốc dễ mà. Đang làm mốc đây. Nhanh không? Nhìn tí thôi mà đã như ở bể cổ nhỉ. Không cần lịch sử cũng là cây đẹp. À. Nó vừa đẹp mà lại còn có lịch sử, nó càng đẹp chứ càng hay chứ anh. Cái này có lịch sử rõ ràng đấy, đầu tiên của Việt Nam có lịch sử đấy. Hay nếu như cây tôm một nó khác hẳn nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Phòng này chơi như thế nào? Đúng rồi, phòng mới. Phòng mới chơi như nào? Chậu rất hợp với cây. Quá đẹp. Cây này quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp đúng không? Đúng rồi, cái này vậy em. Một cái bưng anh. Rồi, bưng ra xe luôn đi. Bưng ra xe luôn. Anh Dũng ra ngó tí đi. Anh Dũng xem đi. Lại tặng luôn cây nữa. Luôn chỉ thích thế đấy. Không gì sướng bằng được tặng cây nhỉ? Này lại tháp tùng anh Tân Thắng và anh em Sài Gòn Quy Nhơn tham quan các nhà vườn ở khu vực Hà Nội. Bây giờ thì đoàn anh em đang có mặt tại nhà anh Nguyễn Hồng Quân chiêm ngưỡng tác phẩm bạn của Lưu Phương. Quay thấy đẹp, ra ngoài thực tế nó đẹp. Luân kia. Lưng leo á, chậu đó, sao cho nó cao. Lưng treo lên chậu. Chụp ảnh lưu niệm nhá. Chụp ảnh lưu niệm. Đến nhà anh Quân Thường Tín ngắm vạn cổ Lưu Phương. Nào tất cả nhìn đây nhá. 2 3 nào. nhìn sang trái. Thì quay sang trái em này
tóc rồi. Xong, xong rồi, xong rồi. Rồi, ok. Xong rồi. Lành quá, để lành. Mày bỏ lời đi nhá. Xin mừng anh em. Kia kìa, cũ hành kìa. Nhìn trái, nhìn nhìn. Nhìn trái. Nhìn nó là muốn quánh. Rồi, quá. Chào chú. Em chào các anh mấy cả. Thôi. Cảm ơn chủ nhà nhé. Chúc tác phẩm chủ nhân thành công. Vâng. Goodbye. Xin chào anh em. Chúng tôi về đây.